Sáng 16 tháng 4 tại huyện Con Cuông, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Con Cuông tổ chức họp khẩn sau khi có 2 người trong số 224 công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản đang cách ly y tế tập trung tại địa phương có mẫu xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai trường hợp này có một người Nghệ An và một người tỉnh Phú Thọ. Cả hai đang cùng cách ly một phòng tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông. Theo đó, sáng nay, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An và huyện Con Cuông, lãnh đạo Sở Y tế, các kíp cán bộ chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Bệnh viện Hữu Kỳ Đa khoa Nghệ An đã đến trực tiếp làm việc tại huyện Con Cuông, chỉ đạo quy trình tiếp nhận, cách ly, điều trị các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam. Đồng thời, Ban chỉ đạo, lãnh đạo sở ban ngành cũng đã có sự phân tích đánh giá tình hình dịch, công tác đảm bảo cách ly tại khách sạn và nêu ra các phương án xử lý trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Kết luận cuộc họp, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đình Chỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cấp ngành huyện Con Cuông và các đơn vị trong việc đáp ứng tình huống dịch. Hiện nay, Nghệ An đang khống chế tốt tình huống dịch, song không vì thế được chủ quan. Các cấp, các ngành và huyện Con Cuông cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung phòng chống dịch bệnh, điều trị cho bệnh nhân, đáp ứng mọi tình huống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế tiếp tục rà soát công tác điều trị bệnh nhân. Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cử một tổ công tác hỗ trợ tối đa cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong trường hợp bệnh nhân chuyển biến nặng thì sẽ chuyển bệnh nhân xuống điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục hướng dẫn huyện Con Cuông trong hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác cách ly, sớm lấy mẫu xét nghiệm 2 trường hợp dương tính và trong vòng 3 ngày phải lấy mẫu xét nghiệm đồng loạt 222 công dân đang cách ly. Trong ngày 17 đến ngày 18 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chỉ đạo giúp đỡ công tác tiêm vaccine cho cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam, cán bộ và nhân viên phục vụ khách sạn Mường Thanh Con Cuông. Công an tỉnh, Công an huyện Con Cuông cần tăng cường công tác an ninh, đảm bảo hoạt động cách ly diễn ra trật tự an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ huyện Con Cuông đảm bảo công tác bảo vệ vòng ngoài cho khu cách ly. Sở Du lịch chỉ đạo khách sạn, nơi đang thực hiện cách ly, phối hợp bộ phận chuyên môn y tế rà soát đảm bảo các điều kiện phòng dịch cách ly.